Em với người đấy quen nhau là ở xa. Tự nhiên một ngày họ kêu là em đến với chồng. À, thôi luôn. Khi mà em chia tay xong thì em cắt đứt hết mọi liên lạc với ảnh. Thì khoảng 2 đến 3 tháng sau ảnh báo với em là ảnh sắp lấy vợ. Sắp lấy vợ. Bây giờ thì bạn nam đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Tường sẽ ra ngoài mời bạn nữ vào và bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Rồi, mời em gái. Rồi, ngồi xuống đây nè. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Bây giờ sẽ là phần tự giới thiệu về bản thân mình ha. Mời dạ, em trai. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Văn Giang. Năm nay em 27 tuổi, quê em ở ngoài Hải Dương. Và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc cùng với gia đình tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh cà phê bột tại nhà. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh nam bên kia, em tên là Phương Nhi ạ. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh, quê em ở đâu? À, em quê ở Bến Tre ạ. Mình làm gì ở quận mấy? À, em làm ở Gò Vấp luôn ạ. Gò Em Vấp. Cũng sinh sống ở Gò Vấp luôn. Ừ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em không hút thuốc, không uống nhiều bia, không cờ bạc, không có ai hút linh tinh luôn. Em làm được việc nhà, nấu ăn được ạ. Dạ. Còn điểm yếu của em là chắc là em khi nói chuyện với bạn gái thì hơi ngại ngùng, với cả đôi khi là hơi thẳng tính, cả nóng tính một chút ạ. Cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính ha. Dạ. Mấy bạn gái cũng sợ mấy bạn trai mà hay nóng tính lắm nha. Rồi, còn em gái. À, dạ, ưu điểm của em là em cũng hòa đồng với mọi người ạ. Hiền và cũng biết nghe lời ạ. Với lại em thì hay thích chọc ghẹo người khác á, mang niềm vui đến cho người khác ở trong công ty cũng như là bạn bè, người thân xung quanh ạ. Cũng hơi nhát với mấy bạn trai. Ví dụ như thường gặp bạn trai thì em thích làm quen kiểu như là bạn thân anh em hơn là để ý tán tỉnh. Khuyết điểm của em cũng là hơi lười việc nhà. Lười việc nhà. Em đang ở với ai? Em đang ở với chị ạ. Rồi, chị làm hết. Dạ, chị làm hết. Chị, em chỉ nấu ăn thôi. À, ồ, biết nấu ăn là cũng dạ, được em biết rồi. Nấu ăn. Ok, tốt rồi. Tình trường của em thì như thế nào? À, em trải qua được một mối tình rồi chị. Là cách đây cũng 6 năm rồi chị ạ. Mình quen được bao lâu? Dạ, em quen được hơn 2 năm. Sau đó là người ta đi lấy chồng. Ồ, lý do tại sao vậy? Dạ, lý do em không biết nữa. Tại vì là em với người đấy quen nhau là ở xa. Em làm việc ở trong Sài Gòn. Và người đó thì ở quê em. Thì là hai người là quen là thông qua ông anh của em. Một năm em gặp người ta được có mấy ngày Tết thôi. Tự nhiên một ngày họ kêu là em đến lấy chồng. Thôi luôn. Vậy là chắc là do mình xa xôi quá, mình không có đủ thời gian chăm sóc bạn gái, cho nên là cô ấy đi lấy chồng. Chắc là vậy ạ. Đi lấy chồng trong lúc đang quen với em luôn, hay là chia tay rồi mới đi lấy chồng? Dạ, đang quen thì người ta kêu là em lấy chồng đây. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, nói chung là ông bà nội ngoại với cả gia đình em là cũng hối lắm rồi ạ. À, vậy hả? Làm gì mà cả ông bà nội ngoại ghê vậy? Dạ, tại vì là em là con lớn trong đình với cả cháu đích tôn luôn ạ. Ồ, rồi vậy sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, em chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ. Rồi, thế còn em? Em thì trải qua hai mối tình rồi ạ. Sâu đậm nhất vẫn là mối tình hồi sinh viên của em thì kéo dài 2 năm. Em với bạn này rất là hợp tính, nhưng mà có một thời gian thì cái anh này ảnh thất nghiệp á, và ảnh đi làm xa, ảnh làm ở Long An á, thì ảnh cứ đòi không chịu làm, ảnh cứ đòi về đây không mà ảnh cũng không chịu yêu xa á. Xong rồi em rất là dại, em mới quyết định là thôi em chia tay để cho anh đó xem là anh có suy nghĩ để thay đổi hay không. Nhưng mà vô tình là khi mà em chia tay xong thì em cắt đứt hết mọi liên lạc với ảnh. Thì khoảng 2 đến 3 tháng sau ảnh báo với em là ảnh sắp lấy vợ. Sắp lấy vợ. Hồi quen thì anh này cũng có nói với em là ở trong chỗ công ty là cũng có một cái bạn đó để ý anh này, cho họ tới với nhau luôn. Bởi vậy thử thách nhau thiếu nhiều cách thử thách, tự nhiên thử thách bằng cách là chia tay. Dạ. Tới lúc mà lấy vợ xong rồi anh vẫn trách em là lỗi tại em. Ừ, là em buông tay trước. Ví dụ như thật sự yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua những cái khó khăn. Thôi, rút kinh nghiệm cho lần sau ha. Dạ. Ngày xưa lúc mà thất tình á, em cũng có ý định là đi tu rồi. Ờ, ghê vậy, đi tu thì em có ý định là em đi tu rồi. Nhưng mà em suy nghĩ lại là chắc là cũng mình đi tu mà vì mình thất tình thì chắc là nó cũng không đúng với Phật, chắc Phật cũng không độ mình đâu. Nên là em thôi suy nghĩ lại. Có khi nào mình nghĩ mình không có tình yêu được với bạn trai cái mình lạc lõng, mình nghĩ thôi mình chơi bạn gái sướng hơn không? Dạ, không chị, nhưng mà em không biết là sao nữa, nhưng mà thường mọi người xung quanh thường nghĩ em là lét. Tại vì em trong cái quá trình ế của em á, em rất là ga lăng với các bạn nữ không bình thường cũng vậy. Ví dụ như em quen người yêu em
gặp các bạn nữ của em cũng rất là ga lăng. Ngày xưa là cũng có một bạn nữ giới cũng có thích em, với lại em cũng có từng hôn môi với bạn đó. Thì cái dạ. Cái đó giống như là, nhưng mà em thật sự là trong thâm tâm em thì em không có cảm giác gì hết. Em vẫn là con gái bình thường. Bây giờ thích trai hay thích gái? Dạ thích con trai chứ chị. Em hoang mang gì không em? À cũng hơi xíu ạ. Hồi dạ. nào em không bạn trai nào chưa? Chưa. À thích trai hay thích gái? Dạ con gái ạ. Giới tính rõ ràng không? Dạ 100% trai ạ. Trời ơi sao làm chị hoang mang quá vậy. Thôi cái chuyện này hai bạn tự tìm hiểu thêm nha. Dạ ví dụ như chị em chơi chung với nhau thì em vẫn bình thường, chuyện đó hôn má hôn môi là bình thường mà chị. Thế hả? Phụ nữ với nhau mà. Sao chị có cái vụ hôn môi là bình thường bà? Ông ấy hôn nhẹ chạm thôi chị, giống như là em cũng có một đứa em thân thì lâu lâu hai đứa gặp nhau thì vẫn hôn rồi bình thường thôi, không sao. Nhưng mà thật sự là hai đứa em vẫn là con gái. Anh ơi là con gái đó anh ạ. À lát để anh nói với ảnh đi ha. Gái hay trai gì đó mình hậu xét nha. À bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ mẫu bạn gái em mong muốn tìm cũng là hiền một chút, biết làm việc nhà, kính trên nhường dưới. Còn em, mẫu người bạn trai của em? Dạ, cao to hơn em một tí, em có xỉu thì bạn vẫn đỡ em nổi. Em thấy máu thì có thể em bị say sỏi mặt mày, có thể xỉu nặng. Em thích một người vui vẻ, tạo cái niềm vui cho nhiều người, không gia trưởng với lại không nói khoác, không keo kiệt nữa. À rồi, hãy tìm đi, anh ấy trong đây đã. Đâu em có hình không? Để chị xem nè. Có cổ ở trọng á, kiếm đi. Em đoán đi. Tại sao lại đoán người đó? Em nghe cô ấy nói là hình như là cũng cao mét, là người cũng hơi cô có vẻ hơi mà mập xíu. À, đoán cô đó đó ha. Rồi thử lát kiểm tra có đúng cổ không nha. Dạ anh này ạ. Sao lại đoán anh đó? Em nghĩ thì trong bức hình này anh này là nhân vật trung tâm, nổi bật nhất tấm hình, cũng là một thì cái... nên là anh sẽ chọn cái bức hình nào anh trung tâm nổi bật nhất. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem đúng không nha. Mở cửa trái tim. Rồi. Dạ em chào anh. Hãy xem sự phán đoán của mình lúc nãy đúng hay sai nào. Dạ chính xác rồi ạ. Đoán sai. Anh đoán ai vậy ạ? Anh đoán thằng này. Vậy là em mất một ly chè rồi đó chị. Hả? À, tại bé này làm chung công ty với em. Em có xin phép bé là em sẽ rửa hình của bé lên, xem là đoán có trúng hay không. Thì đoán trúng ai là em phải mời người đó một ly chè. Anh ơi anh có bù cái phần đó cho em được không? Được, thoải mái đây em. Dạ em cảm ơn chị. Em có nhiều bạn tập hợp là hết đi anh. Hồi cho em đưa anh chè. Anh không muốn quà. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Hai hộp quà xanh xanh đỏ đỏ cũng giống nhau ghê ha. Mở ra xem cái gì bên trong vậy em. Tôi tò mò lắm, ai tặng gì phải trình qua tôi mới được, tôi bà Mai mà. Gì đó? Một cái đồng hồ đi. À, tại sao tặng anh ta cái đồng hồ? À, em nghĩ là em sẽ tặng anh một cái vật gì mà anh có thể luôn mang bên mình, cũng có thể giúp ích anh trong cuộc sống này. Dạ, đây là hỏi son ạ. Tại sao tặng cô ấy son? Dạ, em tặng cô ấy son là vì nhiều khi để cho cô ấy có thể làm đẹp mỗi ngày hơn ạ. Đều có ý nghĩa hết ha. Và bây giờ vậy nè. Thì là chị Tường sẽ vào trong để cho hai bạn tâm sự với nhau ha. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn, có thể là bún gạo xào Mã Lai, một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự tin lên nha. Dạ, vâng. Nhớ hỏi cái vụ hôn môi á, hôn phụ nữ á nha. Dạ em mời anh ăn ạ. Rồi em ăn nha. Dạ, anh ở đây là anh ở đâu vậy ạ? Anh ở quận Bình Tân. Bình Tân ạ? Anh ở chung gia đình luôn. Ở chung với gia đình. Gia đình ở với bố mẹ và anh em luôn ạ? Anh ở với bố mẹ với cả một người em gái. Em gái ạ? Em gái anh có gia đình chưa? Chưa. Em gái anh nhỏ hơn em 4 tuổi. 4 tuổi ạ? Dạ. Em đang đi làm rồi. À. Anh thấy em có giống mẫu bạn gái lý tưởng của anh không? Em thấy nãy anh diễn tả thì nó hơi sai một tí. Mẫu bạn gái lý tưởng nói chung là cũng không quan trọng cho lắm. Quan trọng là khi mà mình về với nhau đấy, ừ. Sống trong gia đình ấy, mình tìm hiểu nhau. Dạ. Nhiều khi nhường nhịn nhau là được rồi. Chứ còn bây giờ cũng có. Tại vì trong cuộc sống nhiều khi cuộc sống hôn nhân gia đình ấy, thì chủ yếu mình nhường nhịn với nhau, lẫn nhau đây. Anh có thích con gái hơi sôi động một tí không? Thích anh em. Tại vì anh nói chung là cũng hơi trầm tính. Nếu mà có con gái sôi động hơn thì tốt. Tại vui vì anh nhà cửa hơn. Tại vì em thì không phải là con gái nhu mì, dịu hiền. Nên là em cũng hỏi trước anh vấn đề đó để sau này anh đỡ bỡ ngỡ. Không sao em. Dạ. Anh ăn đi ạ. Em ăn đi nha.
Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào ạ? Anh á, anh quan trọng nhất là trung thủy và không được lừa dối nhau. Rồi. Dạ đúng rồi, em cũng hiểu cái điều đó. Nói với em thì khi mà yêu nhau á, em rất quan trọng cái vấn đề là hai người sẽ cho nhau một cái khoảng thời gian. Tức là em không quá nắm giữ cái khoảng thời gian của anh. Vấn đề đó là đúng rồi em. Tại vì nhiều khi là nói chung là mình phải là có một cái không gian riêng của mình. Yêu nhau nhưng mình vẫn còn một mối quan hệ như là bạn bè nữa. Dạ đúng rồi. Vẫn dành riêng cho nhau một sự nhiều khi là tôn trọng nữa. Dạ. Anh có gì hỏi em nữa không? Thế là em đi làm ở đâu chưa? Em làm ở công ty được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi? Dạ. Cũng là một khoảng thời gian khá dài đó đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Gia đình anh em có nghe nói là gia đình anh hối cưới lắm rồi ạ? Đúng rồi. Nếu mà ví dụ như mình có tìm hiểu nhau thì khoảng tầm 2 đến 3 năm sau mới cưới, anh có chấp nhận được không? 2-3 năm sau có vẻ hơi lâu đấy. Nếu mà hơi lâu ạ? Cưới vợ là phải cưới liền tay. Cưới liền tay à? Đúng rồi em. Chưa để lâu ngày, nhiều khi năm kẻ diễm pha. Vậy lâu nhất là bao lâu anh được anh? Nếu mà được anh thì... có thể chờ đợi bao lâu ạ? Trong năm nay đi em. Trong năm nay là sớm lắm ấy ạ. Tại vì em cũng đã ế lâu lắm rồi ấy, nên là em rất là muốn có một cái khoảng thời gian dài hai đứa yêu đương tìm hiểu nhau như người ta ấy anh. Thì nói chung là tìm hiểu mình cưới về vẫn tìm hiểu được mà. Thì đâu nhất thiết là phải trong lúc yêu không tìm hiểu ở đâu. Còn phải suy nghĩ nữa chứ anh hả? Thì quan trọng nhất là nếu mà mình tìm hiểu hợp nhau thì mình tiến tới với nhau thôi. Dạ. Anh có thích đi du lịch không? Thì anh cũng thích đi du lịch nhưng anh chưa có lý do. Chưa có lý do à? Giờ anh chỉ cần có lý do đi thôi. Dạ, em thì rất là thích đi du lịch. Em sẽ tạo đầy lý do để anh có thể đi. Được, anh cũng đang muốn đi du lịch đây. Anh có muốn hỏi gì cái vấn đề lúc nãy chị Cát Tường nói về nữ không? Cái đấy anh không quan tâm. Anh có lấn cấn gì chỗ đó không? Nếu như em muốn nói, tôi khác em sẽ nói thôi. Dạ, vậy cái đó thì để tìm hiểu sau anh hả? Thì nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu ạ. Thật sự là chỉ giao tiếp chị em bình thường thôi. Cái đó là bình thường mà em đâu gì đâu. Hỏi em ăn nha. Dạ. Thế là ở đây em ở trọ hay là ở nhà chị em? Em ở nhà trọ với chị của em. Thế có hai chị em ở? Dạ đúng rồi, hai chị em thôi. Sao không muốn ba mẹ lại ở cùng? Dạ không, tại vì ở nhà ba mẹ thì ở dưới quê có cây trái rồi nữa. Với lại ba mẹ nó lên Sài Gòn cũng ngộp á, không sống được. Ở dưới quê thì thoải mái rồi. Mấy ông bà già thích ở quê hơn. Dạ. Đúng rồi. Thưa chị. Dạ chị. Ăn ngon không? Dạ, tôi đói bụng quá mà hai người ăn sao tôi ngon chị. Rồi bây giờ á, mình nói với nhau về cái quan điểm về tình yêu và hôn nhân đi. Quan điểm về tình yêu của em thì trước hết là phải trung thủy đã. Có bất cứ những cái mâu thuẫn gì là cũng phải ngồi lại nói với nhau. Chứ em rất là ghét cái kiểu mà có mâu thuẫn xong rồi mình ngồi mình nói con người bỏ đi á chị. Em không thích như thế, anh có như thế không? Anh không. Nói chung là nếu mà có chuyện gì đấy thì mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau thẳng thắn sẽ dễ hơn. Em cũng hy vọng là em có thể ví dụ như là một người vợ cũng có thể là một người bạn để cho anh có thể mà chia sẻ được những cái buồn vui trong cuộc sống á. Ví dụ như có chuyện gì buồn ở công ty hay về, em rất là hy vọng anh có thể tâm sự với em. Ví dụ như em không giúp được gì cho anh nhưng mà em có thể ngồi đây em lắng nghe anh có thể dễ chịu hơn. Anh không làm công ty. Nhà em giống chị đó. Có chuyện gì phải nói thẳng với nhau và giải quyết cho được cho xong. Dạ đúng rồi. Rồi á hả, được không được, yes or no gì tính dạ, sao. Đúng. Chứ mà đang nói nửa chừng mà đứng dậy bỏ đi là cho đi luôn á. Chị ạ. Bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Mình phải đối mặt với sự thật, có gút mắt gì mình phải giải quyết cho bằng được. Dạ, đúng thật rồi sự rồi. Là có nhiều người đàn ông họ nghĩ đó là ga lăng, họ bỏ đi để cho người phụ nữ ở lại thành ổn. Nhưng mà mình mới điên thêm dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, thật sự là phụ nữ không thích như vậy. Như vậy là sai nha quý vị nha, đừng có nghĩ ra đi để cho dịu xuống rồi từ từ ngồi nói chuyện sao, không có đâu. Phụ nữ chỉ muốn giải quyết xong xuôi hết đi rồi muốn làm. Đi là cho đi luôn đó anh. Đúng rồi. Bây giờ cho các bạn bốc thăm ha, trả lời vài câu hỏi trong này cho nó vui để mình hiểu nhau nhiều hơn ha. Đọc lớn lên và yêu cầu đối phương thực hiện. Theo bạn, yêu nhau đến bao lâu thì có thể hoặc ép trao hết cho nhau? Theo anh ấy là thời gian thì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất ấy là nhiều khi mình có đủ sự tin tưởng lẫn nhau không thôi. Nếu khi mà mình đủ sự tin tưởng lẫn nhau thì mình sẽ trao hết được cho nhau thôi. Dạ, theo anh nghĩ là trao hết là trao cái gì và anh có thể trao cái gì? Trao tất cả mọi thứ luôn em. Anh ví dụ ạ? Ví dụ như em nè. Anh trao anh cho em đúng không? Đúng rồi em. Anh trao cái gì? Anh có cái gì để trao? Dạ đúng rồi. Trao cái gì nó hấp dẫn hơn vậy? Thẻ ngân hàng.
Cũng được. Dạ cái đấy em thích. Đến một thời điểm thích hợp là trao thẻ ngân hàng luôn hả? Dạ. Quan điểm của em là có thể em sẽ để cho người phụ nữ giữ tiền. Tại vì nhiều khi trong một gia đình ấy, nếu mà hạnh phúc hay không hạnh phúc đúng không? Là cũng do người phụ nữ. Gia đình có khá giả hay không cũng do người phụ nữ hết. Đúng rồi, hay quá. Rất là tuyệt vời với câu hỏi đó. Tôi chỉ chắc là bạn gái thích thú với câu trả lời đó chị. Rồi đọc lớn lên. Hãy đọc một bài thơ tặng đối phương về tình yêu. Nếu không sẽ bị MC phạt. Chết rồi. Em đổi câu hỏi được không chị? Em có quyền trợ giúp không ạ? À trợ giúp gì em? Anh có thể trợ giúp em được không? Trợ giúp gì em? Dạ cái này ví dụ như anh trao hết cho em. Bây giờ em chỉ yêu cầu anh là trả lời câu hỏi đó giùm em thôi được không? Bài thơ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế anh đọc rồi anh ghê, đọc ghê, ghê. Cái này có chuẩn bị chị ạ. Đúng tủ rồi. Mời em. Anh cần em như biển cần có sóng. Có biển nào mà không cần sóng đâu em. Anh cần em như xương cần có lắng. Giọt xương nào không lắng mà nông anh. Dạ em cảm ơn anh. Ngắn gọn xúc tích nhưng mà cũng đầy ý nghĩa ha. Dạ. Rất là dễ thương. Hai bạn cảm thấy thì thấy hai bạn rất là thẳng thắn và cũng rất là văn minh trong cái lối suy nghĩ để dành cho nhau, để nghiêm túc cho một mối quan hệ. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau ha. Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại ngay giây phút này. Cảm nhận gì về đối phương hoặc là cảm xúc trong lòng mình hiện tại ra sao? Mình muốn nói điều gì trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Mời bạn trai. Dạ, nói chung là lần đầu tiên thì là gặp em. Nói chung là anh cũng cảm giác hồi hộp, một chút bối rối nữa. Thì nói chung là thông qua chương trình thì là anh với em mới có cơ hội gặp mặt. Thì nếu như mà mình mà có thể cho nhau được một cơ hội thì mình ra ngoài mình có thể tìm hiểu nhau lâu hơn nữa. Nếu em cho anh cơ hội? Nếu em cho anh cơ hội. Thì sao? Thì anh sẽ cố gắng hết sức làm cho em hạnh phúc bằng tất cả những gì anh có thể. Dạ em cảm ơn anh. Còn em đối với em thì người ta nói đó là cơ hội chỉ đến với người hữu duyên thôi. Nhưng mà em nghĩ đó là trước tiên mình phải cho nhau cơ hội đã thì mới biết là có duyên hay không. Thì em nghĩ đó nếu anh không ngại thì anh cứ bấm nút. Biết đâu cuộc đời anh sẽ hạnh phúc và anh sẽ làm em hạnh phúc. Chị thấy là hai bạn giống như kiểu là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mà hai bạn cũng chẳng có e gì hết. Mình cũng đã thể hiện cảm xúc với nhau rồi. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Anh có thể nhìn thẳng vào mặt em không? Thường thì bấm nút là chị hay kêu nhắm mắt lại để lắng nghe lòng mình. Nhưng mà nếu em yêu cầu muốn nhìn thẳng vào nhau thì cặp này đặc biệt, hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và đưa ra quyết định của mình nhá. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao lại nhìn vào mặt nhau mà còn bấm chậm hơn người ta một nhịp? Cho em nhìn ảnh em ngại, em hồi hộp quá nên là em run tay. Thôi ơi, em đề nghị là nhìn mà đâu phải là người ta đề nghị nhìn. Ảnh nhìn em là kiểu không chớp mắt luôn. Đúng rồi. Làm em hơi hồi hộp, hơi bị khớp. Rồi ok, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng về một bên. Rồi đứng qua bên đây em. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau tại chương trình. Anh muốn em chủ động hay bị động? Thôi để anh coi. Cô ơi, cô chỉ nên chủ động với bạn gái nha. Bạn trai cô ấy thì mị xíu để cho người ta chủ động nha. Rất là dễ thương. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn đến đó xem phim, tìm hiểu nhau và sẽ có không gian trò chuyện riêng tư với nhau hơn nữa. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Dạ, cặp này đẹp đôi chị lắm á. Chắc cưới sớm á. Làm nó được trong năm nay thôi chị. Rồi, cố gắng lên. Thưa quý vị, hôm nay là Cát Tường đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi nha. Và chúng ta sẽ đón thêm tập tiếp theo vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.